một. Ví dụ như nhìn vào cái trang thiết kế này, người ta có thể click vào cái tên họa sĩ Nguyễn Sơn để thưởng lãm những cái tranh vẽ về cao nguyên chẳng hạn, hoặc là sẽ click chọn tên họa sĩ Đào Minh Tri để tìm đến cái địa chỉ này thưởng mộ về những cái tác phẩm sơn mài, hoặc click vào tên họa sĩ Nguyễn Trung để người ta tìm đến đây những cái bức tranh mang tính trừu tượng. Và các bạn thấy rằng một cái giải danh sách tranh danh sách 1 chứa đựng trong đây những cái danh sách tranh nói về gì. Thí dụ như danh sách 1 khi click vào sẽ hiển thị trong cái trang con nói là thể loại tranh trừu tượng. Danh sách 2 khi click vào và sẽ chứa đựng trong đây là những video ạt. Và click vào danh sách 3 sẽ dành cho một cái thể loại khác. Thì khi cái người thiết kế đặt ra một cái giao diện cho một cái website, thì ngoài cách mà chúng ta xây dựng về cái bố cục, đó là cái công việc của chúng ta, thì cái người thiết kế đôi khi cũng tìm hiểu về cái chức năng hoạt động cũng như là cái ngành nghề, cái lĩnh vực để chúng ta có thể dùng cái màu sắc và cái cách giao diện sao cho bắt mắt nhất. Thì khi nhìn vào cái hình ảnh của cái trang web này thì các bạn sẽ thấy rằng tại địa chỉ này đang triển lãm về nghệ thuật sắp đặt. Thế thì các bạn sẽ đặt câu hỏi rằng nghệ thuật sắp đặt là gì? Các bạn phải tìm hiểu một chút để các bạn đưa lên một cái giao diện không có mang tính mơ hồ, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy rối khi không biết là xây dựng cái giao diện này như thế nào cho hợp với trong mắt của cái người mỹ thuật. Thì các bạn sẽ biết rằng khi nói tới nghệ thuật sắp đặt thì đối tượng trong cái nghệ thuật sắp đặt này hầu hết đều là những cái sự vật bình thường và rất quen thuộc. Cái người nghệ sĩ có thể sử dụng những chiếc xe máy nét, một cái ghế tựa, một cái cục điện, hoặc là một cái cần trục, hoặc là một cái bát đĩa trong mâm cơm chẳng hạn. Nhưng với cái cách thức thể hiện mới, cái người nghệ sĩ họ lạ hóa cái cảm giác của người xem về những cái vật dụng thân thuộc bình thường, và bằng cái tài năng, bằng cái suy nghĩ cũng như là cái tư duy, thì cái người nghệ sĩ họ vẽ ra cái cách điệu các đối tượng quen thuộc hàng ngày mà các bạn thấy, nhưng họ cố tình họ đi xa hơn nữa về cái chất liệu và các tác phẩm nghệ thuật này. Thì cái người nghệ sĩ sẽ biểu đạt bằng cái sự tự do của mình, bằng cái sự suy nghĩ của mình, và nó sẽ mang hơi thở với nhiều sức sống hơn, và cái người xem cảm giác sinh động hơn, tự do hơn. Thậm chí rằng bằng cái suy nghĩ về cái cuộc sống, về cái không gian, về cái không khí, về cái màu sắc những cái gì diễn ra xung quanh họ, thì đôi khi cái sự biểu đạt của cái người nghệ sĩ thoát khỏi ra những cái ranh giới truyền thống bình thường. Thì khi nhìn vào cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy rằng hình ảnh của cái người thưởng lãm đứng ở ngoài nhìn vào một cái khán phòng. Và trong cái khán phòng này các bạn sẽ thấy rằng có hai nhân vật đang nằm ngủ, và cái người nghệ sĩ sẽ phối hợp với cái màu sắc, với cái đèn, và họ muốn diễn tả theo như cái suy nghĩ của mình về cái cuộc sống, về thiên nhiên, về xã hội gắn bó với nhau như thế nào trong 24 tiếng đồng hồ. Thì cái người xem luôn luôn nhìn một cái tác phẩm về nghệ thuật sắp đặt, họ cảm giác rằng họ phải dự đoán, họ phải suy nghĩ, và những cái tác phẩm mang tính nghệ thuật sắp đặt này luôn luôn mang tính ẩn dụ. Và các bạn sẽ thấy rằng trong cái không gian của cái nghệ thuật sắp đặt thì luôn luôn giúp cho cái người xem chiêm ngưỡng cái tác phẩm ở mọi cái chiều kích khác nhau, mọi cái góc nhìn, và ở mỗi một cái điểm di chuyển khác nhau đó thì cái người xem sẽ phát hiện ra những cái chi tiết lý thú về cái cách sắp đặt của cái người nghệ sĩ. Ví dụ như họ đứng ở cái góc phải của cái căn phòng, hoặc góc trái của căn phòng, hoặc đứng chính diện, và mỗi một cái góc đứng của cái người xem luôn luôn phát hiện ra, ví dụ như một cái ánh sáng, một cái cách sắp
về chân dung, về góc nhìn của cái hình bán thân, toàn thân, vân vân. Nói chung là rất là bao la trong cái nghệ thuật sắp đặt này. Thì để bắt đầu tìm hiểu về thông tin và đặt ra một cái giao diện sao cho phù hợp, thì đó là một cái cách làm thông thường nhất dành cho cái người thiết kế. Và để thiết kế một cái giao diện, đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt giữa phần nào là phần hình ảnh, phần nào là phần chữ. Chúng ta sẽ chia mảng hình trên cái giao diện, định hình trước một cách rất là rõ ràng. Có thể là trong quá trình mà chúng ta xây dựng cái giao diện trên phần mềm sẽ có cái nảy sinh, nhưng mà cái nảy sinh đó là ở một cái chi tiết nhỏ, nhưng mà cái lớn, cái tổng thể là chúng ta đã định hình trước khi chúng ta ngồi trên máy vi tính. Ví dụ như với cái bài tập này thì các bạn sẽ thấy rằng cái người thiết kế chia cái giao diện của mình ra rất là rõ ràng. Cái phần phía trên đầu sẽ là phần giải quyết về hình ảnh, về logo, và cái phần dưới là mảng về chữ. Hai mảng thể hiện một cái tương phản nhau về cái sắc độ, về cái màu sắc rất là rõ. Ở phía trên thì nó nhiều, nó phức tạp, nó nhiều màu sắc bao nhiêu thì các bạn thấy ở phía dưới nó càng đơn giản bấy nhiêu, để cho cái người xem họ nhìn vào, họ cảm giác rằng cái hình ảnh họ sẽ tiếp cận nhanh nhất, mạnh nhất, và sau đó họ sẽ tìm hiểu đến cái chữ, họ sẽ tìm hiểu đến họa sĩ, tìm hiểu đến danh sách, và cuối cùng là họ sẽ tìm hiểu đến cái địa chỉ. Và trên cái giao diện này các bạn sẽ thấy rằng người thiết kế sẽ sử dụng cái nền màu trắng rất là đơn giản để làm nổi bật cái chữ lên, và luôn luôn thể hiện cái phông chữ rất là rõ ràng và dễ nhìn. Tức là thiết kế cho một cái trang web dành cho mỹ thuật, nghệ thuật thì cái người xem luôn luôn nhìn cái tác phẩm lớn là chính, sẽ không có những cái banner lập lòe hoặc là những không có những cái chi tiết quảng cáo nằm ngoài cái ranh giới về cái mỹ thuật, và họ đưa vào đây để họ làm trang web giao diện cảm thấy của chúng ta thêm rối rắm. Và để làm bài tập này, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện trên phần mềm Photoshop.